Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, 8 giờ sáng ngày thứ Sáu đến 15 giờ ngày Chủ nhật vừa qua, thành phố Ba Trung có mưa lớn xảy ra ở một số khu vực. Trước tình hình thiên tai, thành ủy, chính quyền thành phố hết sức coi trọng. Yêu cầu công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ phải được ưu tiên hàng đầu hiện nay, đồng thời nỗ lực làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Biên độ mưa rộng, lượng mưa lớn, thời gian kéo dài. Trong số 90 trạm đo lượng mưa trong thành phố, 52 trạm có lượng mưa vượt quá 200mm và 22 trạm có lượng mưa vượt quá 300mm, bao gồm 459,5mm ở Hà Bình thuộc huyện Nam Giang, 426mm ở làng Hoài Thủy và 416,5mm ở Kim Bút. Mực nước của Vương Gia Trị ở huyện Bình Xương là 306,5mm, cao hơn mực nước cảnh báo 7,73m. Cao hơn mực nước đảm bảo 2,3m và tốc độ dòng chảy là 30.000 m khối trên giây. Tính đến 15 giờ ngày Chủ nhật, mưa lớn đã khiến 1,320 triệu người tại 3 quận và 1 quận của thành phố bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau. 250.000 người phải di rời khẩn cấp, 9 người chết và 156 người bị thương do thiên tai. 3 tuyến đường trục quốc gia và tỉnh lộ ở 16 địa điểm đoạn Ba Trung – Nam Giang của tỉnh lộ 101, đoạn Bá Trung – Bình Xương của tỉnh lộ 202 và đoạn Bạch Nghi của tỉnh lộ 302 tỉnh lộ Bá Đa. Và 32 đường nông thôn ở 82 địa điểm ở cầu Bình Xương – Bạch Nghĩa, Lan Cao và Tương Đàm bị ngập. Tín hiệu di động Bình Xương và Nam Giang bị gián đoạn. Mưa lớn khiến nước tràn vào gây ngập úng ở nhiều thị trấn, một số công trình trọng điểm và nhà nông bị hư hỏng nặng. Sau thiên tai, các nhà lãnh đạo cấp thành phố ở nhà đã đến các quận huyện để tổ chức công tác cứu hộ và cứu trợ. Các cấp ủy chính quyền, ban ngành thành phố, quận huyện đã kịp thời sâu sát tuyến đầu chống lũ, cứu nạn. Mực nước của Vương Gia Trị ở huyện Bình Xương là 306,5m, cao hơn 7,73m so với mực nước cảnh báo và tốc độ dòng chảy đạt 30.000 m khối mỗi giây. 1.319.900 người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, 250.000 người được chuyển khẩn cấp, 9 người chết. Theo báo cáo của phòng dân chính một số thành phố, tính đến 17 giờ ngày Chủ nhật, mưa bão lũ bắt đầu từ 2 ngày trước đó đã gây thiên tai tại 7 thành phố và 20 quận huyện ở tỉnh này. Để đối phó với tình hình thiên tai, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia vào lúc 17 giờ ngày Chủ nhật và nhóm công tác sẽ khẩn trương đến vùng thiên tai để hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh và Ban Dân chính tỉnh đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 3 cấp ở tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 16 giờ và cử các nhóm công tác đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để kiểm tra tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Lũ lụt không chỉ làm ngập Bình Xương mà còn làm ngập đường cao tốc Đại Châu và Ba Trung của Bình Xương. Con đường từ Bình Xương đến thị trấn, ngoại trừ thị trấn Ulsan, tất cả các cây cầu đường bộ đều bị ngập. Trước đó, vào chiều ngày thứ Bảy, toàn bộ quan chức chính quyền huyện Bình Xương nhận được thông báo khẩn cấp rằng Bình Xương sẽ phải đối mặt với một đợt mưa lớn mới. Toàn thể cán bộ và công nhân phải ở chế độ chờ bất cứ lúc nào. Vào tối ngày thứ Bảy, mưa lớn đổ xuống khắp Bình Xương. Từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 8, toàn thể cán bộ, công nhân đã ra quân gõ cửa từng nhà để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt trong nhà và hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc ra ngoài. Trước khi đỉnh lũ ập đến, toàn bộ nhà dân ở phố cổ quận Lỵ đã được di dời đến nơi an toàn. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 8, mực nước của khu vực quận Bình Xương trên sông Bạch Hà là 306m, cao hơn 7,73m so với mực nước cảnh báo. Dữ liệu khí tượng thủy văn cho thấy đây là trận lụt lớn nhất mà Bình Xương gặp phải kể từ năm 1847. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 8, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của huyện Bình Xương rất bận rộn, nước ngập sâu 3m dưới chân, lũ trên sông đang ầm ầm chảy qua. Lúc 15 giờ ngày 24 tháng 8, mực nước sông Ba lên mức 306,2m. Dữ liệu này chỉ là ước tính sơ bộ. Các đồng hồ đo nước đã bị ngập và các trạm thủy văn trên khắp Bình Xương cũng bị ngập. Mực nước và dòng chảy hiện tại chỉ có thể được ước tính, một nhân viên của Văn phòng Quốc phòng huyện Bình Xương cho biết.
Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ ngày Chủ nhật, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên được biết, trận mưa lớn bắt đầu vào tối ngày thứ Sáu đã gây ra thiên tai nghiêm trọng ở một số khu vực của Tứ Xuyên, trong đó có 2 người chết ở thành phố Bá Trung và 5 người đã mất tích. Quá trình mưa lớn vẫn đang diễn ra, Khúc Giang, Bạch Hà và một số nhánh của chúng đã vượt quá mức nước của cảnh báo và một số người dân đã bị lũ bao vây. Quá trình mưa lớn bắt đầu từ lúc 20 giờ ngày thứ Sáu vẫn đang tiếp diễn ở Tứ Xuyên. Tính đến 8 giờ ngày Chủ nhật, Bá Trung, Quảng Nguyên, Đức Dương, Thành Đô, Đại Châu và các nơi khác đã có mưa lớn. Cục bộ có điểm mưa to đến mưa cực lớn. Theo thống kê, có 150 trạm ở 46 quận có mưa lớn và 67 trạm ở 23 quận có mưa cực lớn. Trong đó, 34 trạm ở Bá Trung, Quảng Nguyên và Nam Trung có lượng mưa tích lũy vượt quá 250mm và lớn nhất là trạm Hà Bình ở huyện Nam Giang với 393,6mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, Húc Giang, Bạch Hà và một số chi lưu của chúng đã vượt mức cảnh báo và mực nước dâng cao. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Bá Trung, Quảng Nguyên, Đức Dương và những nơi khác, trong đó có thị trấn Sơn Hà, huyện Nam Giang, thành phố Bá Trung và thị trấn Lưu Lâm, quận Bá Châu, đều khiến nhà bị sập do mưa và một người thiệt mạng. Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày Chủ nhật, một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại làng Bảo Phong, thị trấn Quảng Môn, huyện Nam Giang khiến 6 ngôi nhà và chuồng trại bị sập, 5 người mất tích. Theo báo cáo từ Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt của Bá Trung và Đại Châu, hơn 100 người dân và hơn 200 học sinh ở thị trấn Bạch Nghi, huyện Bình Xương và những nơi khác đã bị lũ lụt mắc kẹt do mưa lớn. Một số người ở thị trấn Giang Linh, huyện Đại Tiên đã bị mắc kẹt bởi lũ lụt. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành chỉ thị cho Quân đoàn Cảnh sát vũ trang tỉnh Tứ Xuyên và Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán thành phố Đại Châu và Quảng Nguyên yêu cầu họ ngay lập tức tổ chức các thuyền xung kích và nhân viên tương ứng đến Bình Xương để tham gia ứng phó khẩn cấp. Giờ đây, lực lượng cảnh sát vũ trang của tỉnh Tứ Xuyên đã huy động hơn 250 người từ Miên Dương, Quảng Nguyên và Đại Châu để nhanh chóng đến khu vực thảm họa bằng thuyền xung kích. Đồng thời, Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh và Văn phòng Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên phối hợp với quân khu Thành Đô điều động máy bay trực thăng tham gia cứu hộ. Thưa quý vị, hai ngày qua lở đất bùng phát ở Cam Nam, Cam Túc và Nhã An, Tứ Xuyên do mưa lớn. Một số dân làng thiệt mạng do sạt lở đất đã bị cuốn trôi, cũng có dân làng bị vùi lấp do nhà sập. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ đã gây sốc. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào đêm ngày thứ Tư, một thảm họa lở đất đã xảy ra tại một ngôi làng ở thị trấn Mã Đằng, huyện Hạ Hà, quận tự trị Tây Tạng, Cam Nam, tỉnh Cam Túc. 2 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 7 người bị thương. Hiện hơn 300 nhân khẩu thuộc 76 hộ dân bị ảnh hưởng đều đã được di dời về nơi tái định cư. Các cảnh quay trực tiếp cho thấy lở đất rất mạnh và nhiều ngôi nhà bị phá hủy và một lượng lớn cát đổ vào làng. Theo báo cáo chính thức của các phương tiện truyền thông vào lúc 16 giờ 30 phút ngày thứ Ba, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, lũ quét và lở đất đã xảy ra tại thị trấn Ngô Long, huyện Bảo Hưng, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên và một số ngôi nhà bị hư hại. Địa phương đang tổ chức di rời những người bị đe dọa. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực kỳ xấu, việc kiểm soát giao thông tạm thời đã được thực hiện trên đoạn quốc lộ 351 từ Bảo Hưng, Lương Hà Khẩu đến thị trấn Kiêu Kỳ và Bình Trang Trại và tỉnh lộ 432 từ Bảo Hưng, Lương Hà Khẩu đến thị trấn Long Đồng. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lở đất và lũ lụt đổ xuống sông, nhiều ngôi nhà ven sông bị hư hại. Kính thưa quý vị, hôm thứ Bảy, nhiều nơi ở Giang Tô hứng chịu những trận mưa lớn hiếm gặp, trong đó Thái Châu và Giang Yển ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Nhiều con sông bị tràn bờ đê và đổ thẳng vào thị trấn. Hệ thống thoát nước của thành phố đã hoàn toàn thất bại và người dân đang chèo thuyền trên đường phố và câu cá ngay trước cửa nhà họ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, từ 14 giờ ngày thứ Sáu đến 14 giờ ngày thứ Bảy, mưa bão đã xảy ra ở trung tâm Giang Tô với 317mm ở Thái Châu, 283,7mm ở Giang Yển, 266,4mm ở Như Cao, 259,2mm ở Giang Đô và 256,7mm ở Dương Châu. Tất cả đều hiếm gặp trong lịch sử quan trắc. Theo các báo cáo, cả Thái Châu và Giang Yển đều đã phá kỷ lục về lượng mưa trong một ngày lớn nhất trong lịch sử. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc xảy ra một trận mưa lớn. Dương Châu đứng thứ hai trong lịch sử quan trắc số lượng mưa. Mực nước của tất cả các con sông ở Thái Châu đều tăng vọt, một số con sông tràn qua đê đổ thẳng vào khu đô thị, làm ngập đường phố. Thành phố Thái Châu ngập chìm trong biển nước. Một cư dân mạng địa phương đã mô tả cảnh tượng này sông Chu Thiện,
là một con sông lớn chảy qua thành phố Thái Châu và nối với sông Dương Tử, nhưng lần này nó đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Theo tính chất liên kết của vật chứa trong vật lý thì không thể, chẳng lẽ sông Dương Tử cũng bị ngập? Các video do cư dân mạng đăng tải cho thấy cư dân địa phương chèo thuyền trên đường phố, cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở Dương Châu, cả thành phố bị bao phủ bởi biển nước lũ bao la. Cá đang bơi lội tung tăng trên đường chính. Quý vị thân mến, mưa lớn và lũ lụt đang gây thiệt hại nghiêm trọng ở Đông Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lũ lụt đã gây thiệt hại cho các khu vực biên giới của Triều Tiên. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, nhiều khu vực rộng lớn ở Đông Bắc Trung Quốc đã ngập trong những cơn mưa suốt cuối tuần qua. Theo một báo cáo vừa phát hành của Bộ Dân sự nước này, lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 650.000 người tại tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang. Được biết, một đơn vị tuần tra của Trung Quốc đã được triển khai tới các khu vực biên giới vào cuối tuần qua theo yêu cầu của chính phủ Triều Tiên và đã giải cứu được 20 người Triều Tiên bị mắc kẹt ở gần biên giới. Các khu vực dọc theo biên giới của Triều Tiên và Trung Quốc phải liên tục chịu thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt từ các con sông sau những cơn mưa kéo dài. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 500 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong những thảm họa kiểu này vào năm ngoái. Trong khi đó, những trận mưa lớn đổ xuống thủ đô Seoul của Hàn Quốc và khu vực trung tâm bán đảo Triều Tiên vào ngày 24 tháng 8 cũng gây ngập lụt đường xá và nhiều tuyến đường sắt trong khu vực. Một số đoạn đường bị ngập nước buộc phải đóng cửa lưu thông do lo ngại về tính an toàn. Các hoạt động đường sắt tạm thời bị đình chỉ trên một số tuyến đường sắt nối liền Seoul với Incheon. Theo Cục Điện lực Hàn Quốc, những đợt mưa lớn kèm theo sấm sét dẫn đến tình trạng mất điện ở hàng chục khu vực trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.